Đoạn đường thẳng cuối cùng rất cây Vardic. Vladislav Leonov, một tay đua của Đồng Nai cũng đang tăng tốc phía sau, đội Đồng Tháp cũng đang tăng tốc phía sau. Và họ có vẻ như đã đuổi rất sát với Leonov và Trần Đức Tâm ở phía trên rồi. Nỗ lực bắt tớp đã thành công và bây giờ sẽ là màn cạnh tranh của các chân nước rút. Chúng ta thấy Trần Tuấn Kiệt. Trần Tuấn Kiệt đang băng lên. Pinarikonov. Có vẻ Pinarikonov mới là người giành được chiến thắng ở trong trận đấu này, chứ không phải là Trần Tuấn Kiệt. Đây sẽ là một tình huống mà chúng ta sẽ cần đến góc quay chạm lại của ban tổ chức. Và chúng ta thấy từ góc quay này, Pinarikonov còn kẹt ở sau lưng của Phan Hoàng Thái và Lối Tejrak. Nhưng anh đã lách sang bên phải để tăng tốc và vượt qua hai đua này để tạo ra một cuộc cạnh tranh rất sòng phẳng với Trần Tuấn Kiệt. Bên cạnh đó nữa, chúng ta cũng phải nói đến sự xuất sắc của Nguyễn Văn Bình. Nguyễn Văn Bình từ sau lưng của Pinarikonov cũng đã lách lên. Bình đã bị kẹt.